Good morning các bạn. Nay trời mưa gió rồi, chủ nhật. Hôm qua mình có đến nhà bạn chơi đó, mình không biết mình thâu được bao nhiêu video clip để mình chút nữa rảnh thì mình ráp lại rồi mình up lên cho các bạn xem. Có người bạn này khi xưa cũng chơi thân lắm, đến nhà ở chung ngủ chung như là anh em ruột, uống bia uống rượu suốt ngày. Bây giờ coi từ ngày có vợ con là không có gặp nhau nữa phải không? Rồi hôm qua tình cờ gặp lại, nói tóm lại là hôm qua đi mừng ăn mừng ba của thằng bạn. Bạn ngày xưa là mình chơi thân lắm rồi cũng bị ám sát giết, làm tiệm bán rượu đó, bị nó cướp vô, nó giết người. Cái thằng thủ phạm là một thằng người Việt Nam, nó là Mỹ Lai hay gì đó, không biết sao mà nó xảy ra đến cái vụ ám sát người ta, không biết nó cướp cướp tiền hay là gì được nhiêu. Cuối cùng mình cũng kể cái chuyện này qua lâu rồi, để hôm nào mình coi soạn lại cái video đó, mình link vô trong cái này cho các bạn xem. Với đây quen, hôm qua thì đến nhà bạn chơi rồi, không biết mình thâu được nhiêu. Hôm nay mình trên đường về nhà chị, mình sẽ ở rảnh rỗi mình edit, mình upload cho các bạn xem nha. Bye bye. Good morning các bạn, hôm nay trời mưa gió vậy nè, mưa lâm râm chứ không có đủ ướt cái kiến nữa. Mưa cả ngày luôn, mình chưa có coi thời tiết biết có mưa đến kéo dài đến ngày mai không thì không biết, nhưng mà nó cứ vậy đó. Là mình cũng nhớ lại hồi những lúc mình mới qua Mỹ, trời mưa lạnh lẽo vậy, trùm mền nghe nhạc BG, học tiếng Anh, uống Pepsi, ăn bánh này nọ đồ. Anyway, mình đang trên đường qua bên chị take care mà già vài tiếng nha, xong rồi có gì vui hôm nay chia sẻ, mà không biết nó có gì vui không nữa, maybe trúng số. Thôi mình giờ ra chuyển mưa quá, mưa hôm nay thứ hai luôn. Bây giờ mình đi Costco mua thức ăn cho con rồi mình trốn nhà luôn á. Thường thường chủ nhật á mình trốn vô Costco lắm, tại người ta đi chợ đông. Hy vọng bữa nay mưa gió ít người, mình tránh người ta chừng nào tốt chừng đấy, tránh dịch tránh người. Đi đây, nghĩ lại hôm qua lâu lâu anh em gặp nhau cũng rất là vui. Ngày xưa tiệc tùng rất là nhiều trong năm á, là birthday rồi sinh nhật rồi tiệc Noel, tiệc này tiệc nọ. Bây giờ lâu thiệt là lâu mới gặp nhau rồi. Mà bây giờ mình thấy cái không có được vui là không có ăn uống nhậu nhẹt như xưa phải không? Tại vì mình bệnh hoạn rồi, cũng không dám ăn, không dám uống. Mà gọi là rượu vào thì lời ra nó mới vui. Còn uống ngồi đó mà không có uống cái ngồi đó nghe cười không mà biết cần mệt. Yep. Nay trời mà chuyển mưa gió quá, thấy trốn trong nhà là thấy lý tưởng nhất, có football coi nè, có phim coi. Giờ mình ghé Costco rồi mua thức ăn rồi mình lấy mấy cục thịt rồi về có gì chờ nướng ăn trong bên trong lò đó cho con nó ăn tối thì xong, hy vọng nó không có đông đúc người. Buồn ha, nghĩ lại tới tuổi rồi cái mình không có ăn uống được nhiều. Bây giờ cái tay mình nó hay bị tê, cái đầu ngón tay này là những cái chất đường nó cao quá đó, phải kiêng ăn mới được. Cố gắng lên, thứ hai bắt đầu.
nhất định không ăn tinh bột nhiều, không ăn đồ dư, không ăn đồ thừa, vì sức khỏe. Trời mưa này lái xe cũng thấy nguy hiểm lắm. Bà con mình không đụng người ta cũng đụng mình. Lỡ có nhiều người lái xe cũng quen đó, thắng cái nó, nhất là dân Cali lái xe dởm lắm. Trời mưa chút xíu là bị hay bị đụng nhau, đụng đít nhau lắm, tại vì không có thắng kịp á. Dân miền Đông mà ở tuyết người ta cười, ở đây nhìn dân Cali cười hoài, lái xe dởm. Mình lâu thiệt lâu mới đi lên trên vùng tuyết đó. Có lần mình đi xuống cái dốc, cái nó thấy nó chạy nhiều quá, mình thắng lại cái xe mình, nó có cái gọi là anti skid đó, cái nó trơn quá vậy, cái xe nó lắc qua đây, nó cơ trơn lắc như là mình không có bị trơn á, mà nó xe nó chỉnh, nó tự động nó chỉnh cho cái xe mình xích qua xích lại cái đít, nó giống như là lắc vậy nè, cho nó bớt lại á, mình hết hồn ở dưới luôn. Lúc mình thắng thật nhanh, mà lúc mà nó trơn là nó bị vậy đó, nó nó làm cho cái xe mình có bị trơn vậy luôn. Mấy ông nó trơn để cái nó treo bên đây, nó treo đây. Anyway, vô chợ coi có gì rồi mua rồi về trốn nhà luôn. Bye bye. Trời mưa mà bà con cũng đi chợ Costco quá trời đông luôn. Xe xếp hàng vô chỗ đậu, đổ xăng cũng đầy luôn. Ta nói vậy là cuối cùng nghe nói xăng lên giá dữ lắm, cho nên bà con chạy đi đổ xăng là đúng, là mình thì mới đổ đây cho nên cũng chưa có cần thiết lắm. Nhưng mà mai có rảnh rỗi chắc cũng đi, mình gọi là top up, đổ cho nó đầy luôn bình. Mới xuống được có một mức à, coi như là 1/4 của bình xăng. Rồi đang đứng xếp hàng vô, quá trời xe luôn. Vậy kỳ người ta muốn chạy ra quá à. Thôi kệ lỡ rồi, cố gắng chịu đựng chút xíu, mấy chục phút đi ra. Hy vọng cầm cái bánh pizza ra từ trong Costco ra ngoài xe không bị ướt. Đang mưa xuống mà lâm râm rồi. Mưa này chùm mình nhâm nhi rượu van nè. Ôi nói tới rượu ngày qua uống chút đỉnh rồi, cái bụng khó chịu thôi chắc không dám uống. Hai lon bia chút xíu rượu đặng mà chúc mừng bác tuổi thọ, về nhà tới chọt bụng quá trời luôn. Ngày xưa hút thuốc uống bia, bỏ thuốc rồi bây giờ là bỏ bia. Lúc này cũng gần lễ cho nên chắc bà con cũng vào đây mua. Không mà chắc cũng thường thường bà con chờ cuối tuần, người ta cũng bắt khe, bắt cẩn. bất chấp trời mưa trời nắng, công chuyện là phải đi làm thôi, phải đi đổ xăng, phải đi đi chợ búa. Nhiều người chợ một tuần ta đi chợ một lần á, là bắt buộc nó không đi phải đi. Mưa vẫn mưa bay trên từng thép cổ. Muốn đậu xe gần cũng không được, tại vì bây giờ đậu xe quá trời đông luôn, mình đậu phải xa, cầm bánh pizza ra chắc bị ướt hết này. Khẩu thiệt. Ôi trời, bên đây tuốt bà xa cũng đông quá trời luôn. À, mưa lâm râm vậy thôi, nhưng mà chỗ đậu xe đầy hết trơn luôn. Mình đậu tuốt mà xa tới gần cây xăng luôn, đi bộ vô chắc biết chạy quá. Chạy chứ không thôi bánh bánh pizza bị ướt. Đây á, bãi đậu xe đầy hết, không có thiếu. Gió thì khá nhiều rồi, mấy người bà con đậu nhau chờ chỗ đậu gần. Mình thì thôi đi đại đi.
hy vọng lúc ra nó bị lâm râm vậy thì không đến nỗi tệ. Cầm 3-4 cái bánh nữa, rớt lên rớt xuống nữa. Hên không? Chạy tới có chỗ đậu rồi. Giữ con đó đi. Có gì gọi anh nha. Mưa dễ chạy ra cũng ướt nhẹp à. Quá trời. Rồi đông quá. Nhắm mắt nhắm mũi chạy mua đồ rồi cái mình ra. Ra thấy mưa ướt hết à. Nè, mưa không như Việt Nam, như Việt Nam là chắc ướt nhẹp luôn. Mưa vậy là to lắm rồi đó, ướt áo vậy là to lắm rồi. Xong khỏe, giờ chạy về nhà. Trốn luôn tới đấy sáng mai luôn. Ok, ra, giờ xe ra cẩn thận. Tai nạn nhiều ở trong chỗ đậu xe là bà con không có cẩn thận. Nhắm mắt nhắm mũi chạy. Hey, bữa nay vậy là mình đủ tập thể dục rồi, chạy từ trong nó ra đây. Ăn miếng. Nhảy lên giường ngủ. Yeah. Ra cũng kẹt, vô cũng kẹt. Nhiều khi bà con hấp tấp á, chạy mà không có như thường thường là đánh trong xe nào tới trước đi trước, nhường qua nhường lại phải không? Bà con lúc hấp tấp đất ai nhường ai anh bảy. Chỉ cần một số nhỏ thôi là nó gây ra tai nạn phiền. Mình giờ là tai nạn mình sợ lắm, lỗi mình hay lỗi người khác cũng vậy, cũng phiền lắm. Đừng nói chỉ ba cái tai nạn lớn, ba tai nạn lỗi nhỏ thôi là bảo hiểm nó lên. Mình phải báo cáo xách xe đi sửa rồi tùm lum la. Bữa nay chắc không có đi tập thể dục không gì hết, chỉ trong xe lảm nhảm cho các bạn xem đỡ buồn thôi, có gì vui kể nha. À, thì hôm qua đi tiệc của bác ba của thằng bạn ấy. Ngày xưa là mình kể sơ sơ thôi, tại mình nói cách kể rồi cái video cũ rồi. Thì là hai thằng mới qua là mướn phòng chung ở, đáng lẽ là có ba thằng nhưng mà mình với thằng bạn này là thân nhau, nó tên là Tuấn. Nó thích đàn guitar gọi là classical music á, nó cái tưng roman đều nó đánh hay lắm. Nhiều khi anh em buồn buồn tối ngủ không được cái chia sẻ cuộc tình ở đó, mình mới mười mấy tuổi, 18 tuổi, nó 19. Thì cuối cùng cái lúc mình đi đăng lính ấy, thì nó đi về bên Texas, nó ở với bạn nó đi làm tiệm bán rượu đó. Tơ mơ sao cái mình cũng đi lính về để cái qua cái tụi nó rủ ở lại đi chơi cho vui, anh em tụ họp lại. Thì mình mới ra lính mình cũng chưa biết làm gì, cái mới ở đó qua trên đó chơi ở được gần năm, đi làm xin việc làm ở bên đó. Thì trong thời gian đó thì bạn làm được khoảng 7 tháng, bạn đó tự nhiên đêm đó nó khuya rồi mình đi làm về rồi mình gọi nó, nói chút nó về lấy nó xách 12 lon bia về uống. Mình lúc đó uống bia lúc nào cũng muốn. Xong rồi cái mình đã có một vài lon bia mình uống rồi mà mình cũng mệt, ngủ gục luôn, ngủ trên sofa. Năm mình sáng thức tự nhiên thằng em của thằng bạn đó, em trai nó, em ruột kêu sao vậy này, cương coi như Tuấn mới chết rồi, nó khóc. Oh man, mình giật mình tỉnh, vừa tỉnh vừa ngủ, nó cái gì chết. Nói ủa sao giờ sáng nó chưa về nhà nữa. Nó cảnh sát gọi nó bị bắn trong tiệm chết rồi. Oh man. Xách xe chạy ra đó, cảnh sát không cho vô. Thì
TV nó cũng tới nó phỏng vấn nhưng mà mình cũng từ chối, không muốn phỏng vấn. Mình lúc đó mình sốc quá mà phỏng vấn gì nữa. Anyway thì cũng nhờ nó trong cái chùa, trong cái nhà thờ gì đó, nó cái người ta cũng giúp đỡ làm đám tang cho nó. Mình cũng biết, nó cũng không biết, thằng em nó cũng không biết luôn. Làm đám tang xong cái mình buồn quá, thôi mình trở về Cali sống. Rồi mình mới rủ thằng em nó về đây ở luôn. Rồi cái bây giờ cái mồ mả của thằng anh nó giờ đâu mất mất liền, không biết ở đâu để mà đến thăm đó. Thằng em nó tính đi về vậy, bỏ xác bên đó luôn. Rồi nghĩ lại thấy buồn thiệt. Nó lúc chết là 26 tuổi. Anyway thôi chắc mình cũng không còn gì chia sẻ bữa nay đâu các bạn ơi. Kể chuyện buồn xong thấy thật, nhất là trời mưa đó. Thôi mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha, đầu tuần may mắn. Bye bye. Ôi, kể đây yếu ớt quá. Trời hôm qua trời mưa với bão quá trời luôn, rồi cái gió nó thổi sao sập luôn. Chết cái cây mình rồi, chết một cái cây của mình rồi. Cây ớt của tôi chết rồi, chết cái ớt của tôi rồi.